Nhốt cha luôn hả? Thả cha ra đi, chổng tới thui à, cho sợ làm sao? Nó không cho ở, nó đi trốn vô với cha. Nó nhất định không cho ổng ra. Nó nhất định phải nhốt trong đó. Đi ra đi ba, đi ra đi ba. Vô cho mày lột hết, vô đi. Đâu ba ra coi. Đâu ba ra coi. Vậy nó nhốt luôn rồi. Nó nhốt ở chổng luôn rồi. Rồi ba ra bơi, chạy ra bơi. Thôi nhốt cha nó vô toilet luôn rồi. Rồi tối ba ngủ trong toilet luôn đi bơi. Lú ra là nó đẩy vô, nó nhốt lại liền. Thấy không vậy? Đi ra đi, đi ra, đi ra trốn. Nhốt nó chậm luôn mày, nhốt nó luôn. Nhốt nó luôn. Hôm nay trời ơi. Giờ nó không cho ổng ra kìa, ổng nhốt chổng luôn kìa. Rồi. Đi ra đi ra. Bỏ. Nhưng mà ta lượt quắm rồi nha.